Xin chào các anh em, xin chúc cho các anh em luôn có thật nhiều sức khỏe. Anh em đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video review mới nhất hàng ngày. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay chúng ta có một con đầu cassette, một con đầu cầm dành cho phòng thu chuyên nghiệp. Nó có một cái thương hiệu Techcam 134. Đây là một sản phẩm cũng khá là quen thuộc với anh em audio trên toàn thế giới. Máy thì được dành cho phòng thu chuyên nghiệp, cho nên anh em thấy được thiết kế rất nhiều những cái phím chức năng, núm nút để được trang bị kín trên mặt máy. Nhìn nó trông rất là hầm hố, rất là gấu luôn. Có một cái màu đen huyền bí, nhìn rất là mạnh mẽ. Máy thì chuẩn size ngang là 43. Nếu mà chúng ta tính luôn phần quay sách hai bên thì nó là 48, chiều cao là 15 và chiều sâu là 33. Máy tương đối nặng anh em ạ. Và được sản xuất vào những năm 1994 đến năm 1996. Đây là một con máy chuyên dụng dành cho phòng thu. Cho nên chắc chắn nó sẽ thu rất là hay. Thu rất là hay luôn anh em ạ. Nó thu hay, chuyên nghiệp và chúng ta có thể điều chỉnh được rất nhiều những cái tính năng cực kỳ tiện lợi. Và ngoài thu thì máy cũng phát rất là tốt, với một cái chất lượng âm thanh rất là dày, tiếng mộc nghe rất là hay. Đây thật sự là một lựa chọn rất tốt cho những anh em nào cần một con máy với một chi phí đầu tư vừa phải, rất hợp lý, nhưng lại vừa đáp ứng được thu chuyên nghiệp và phát cũng rất là hay. Con máy này thì có một cái bộ cơ rất là văn minh luôn. Đấy, bộ cơ rất là văn minh, dùng rất là sướng. Chúng ta bấm, chúng ta cảm thấy nó rất là chắc tay. Đấy, auto sit-up, máy hết băng cho nên là băng nó hết nên là máy tự động tắt. Đây, cửa rất là chắc chắn, chúng ta đẩy vào cơ cạch cạch, rất là thích luôn. Đấy, anh em nhìn thấy này, cái bộ cơ chúng ta bấm nó chắc tay và nhìn nó xịn sò lắm, rất là xịn sò luôn. Máy thì có thể thu phát được cả 4 sách luôn anh ạ. Đối với những cái con máy bình thường, gọi là máy dân dụng, thì nó thường là thu phát 2 sách thôi. Nhưng mà con này có thể thu phát được 4 sách với 4 đường tín hiệu này anh em này. Nếu mà chúng ta cấp cho cả 4 đường tín hiệu, 4 đường vào này, thì chúng ta cùng một lúc có thể thu được cả mặt A, mặt B. Đấy, vậy là thu phát được cả 4 sách luôn, rất là hay. Với rất nhiều những tính năng cực kỳ đặc biệt, tính năng đặc biệt lắm, thì tí nữa ở cái phần sau chúng ta sẽ test và sẽ chi tiết khám phá những tính năng cực kỳ hay trên con máy này. Và mặc dù là máy dành cho phòng thu chuyên nghiệp, nhưng mà chúng ta sử dụng thu rất là đơn giản, rất là đơn giản, rất là hiệu quả anh em nhé. Chứ chúng ta không phải lo lắng đến cái việc là có khó sử dụng hay không. Thì xin thưa anh em là máy cực kỳ dễ sử dụng, thu phát cực kỳ hay. Rồi, chúng ta cùng nhìn ngắm qua bề mặt sau của máy luôn nha. Đây anh em thấy máy được trang bị rất nhiều cổng để chúng ta kết nối tín hiệu cực kỳ tiện ích. Có tới 4 cổng input và 4 cổng output. 4 cổng vào và 4 cổng ra. Thêm 2 cổng output monitor. Rất là chuyên nghiệp luôn. Nếu mà chúng ta cấp luôn cả 4 cổng này cho đường input thì chúng ta cùng một lúc có thể thu được 4 check. Rất là hay anh em nhé. Chỉ có những con máy dành cho phòng thu chuyên nghiệp như con này thì chúng ta mới được có rất nhiều những cái hệ thống kết nối chuyên dụng như vậy. Rất là hay. Máy thì được sản xuất tại Nhật, Made in Japan, 29W. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở luôn cái nắp này cho anh em cùng khám phá chi tiết phần nội thất nha. Mời anh em cùng ngắm nhìn phần nội thất của máy. Bên trong nội thất rất là sạch sẽ, mới tinh tươm các anh em ạ. Anh em nhìn thấy này, các cái sắt xi của nó còn trắng, rất là trắng, rất là đẹp luôn. Nội thất cũng nhìn cũng rất là gấu đấy chứ, cực kỳ đẹp anh em. Đây, ở đây chính là phần trung tâm, trái tim của máy nằm ở đây. Máy sử dụng 3 motor. Đấy, tất cả còn rất là mới anh em nhé. Đây, chúng ta nhìn ở bên hông.
tất cả rất là đẹp luôn. Hàng dành riêng cho phòng thu, máy chuyên dụng, cho nên là anh em nhìn thấy mọi thứ nó được thiết kế cũng rất là đặc biệt. Các cái linh kiện nhìn trông nó cũng rất là xịn sò, cao cấp. Đấy, quay rất chậm, chi tiết từng góc cạnh cho anh em mình soi ngắm. Chúng ta cứ phải, đầu tiên là cứ phải nhìn ngắm kỹ cái đã nhờ, trước khi chúng ta quyết định lựa chọn một sản phẩm để trải nghiệm thì chúng ta cần phải biết rõ về thông tin sản phẩm đấy. Đó, chi tiết cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thực tế anh em nhá. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ mở nguồn lên. Đấy. À, cái chức năng đầu tiên rất là hay ở trên con đầu đếp này, đó là nó có khả năng làm dề mà không cần phải sử dụng băng ngồi. Đây anh em nhá. Này, chúng ta không cần bỏ băng vào, chúng ta chỉ cần bấm cái nút này thôi. Đó. Rất hay luôn. Làm dề cực kỳ hay mà không cần phải dựng băng mồi. Đó, chính volume ở đây. Volume hai kênh luôn. Loa trái phải. Quá tuyệt vời luôn, coi như là chúng ta mua một con đầu mà về chúng ta sử dụng được rất nhiều những tính năng, có thể làm dề cực hay, không cần sử dụng băng mồi. Đấy. Rồi bây giờ sẽ ghi thử cho anh em cùng trải nghiệm nhé. Đây, bỏ băng vào, chúng ta bấm ghi thôi. Bấm Z và Fly này. Đó. Chắc nàng yêu tình tôi, nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo đi đâu. Biết chăng ngày sau, vội phai màu, đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ bề bàn, hoa tình yêu rụng vỡ, mùa trời im tiếng thở than, nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng ngờ mù phàng để tình tôi giờ. Rồi chúng ta sẽ mở thử tu lại nha, cái đoạn chúng ta vừa thu sẽ thử anh em nghe. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Ở đây là chúng ta đang được ghi hai check, cho nên là đèn tín hiệu nó chỉ có hai bên này thôi. Nếu mà chúng ta ghi 4 check thì ở đây nó sẽ lên đèn tín hiệu luôn. Đấy, vậy là vừa hết cái đoạn chúng ta vừa thu rồi, anh em thấy không ạ? Thu phải nói là rất hay, cực kỳ chuyên nghiệp và rất là dễ điều chỉnh thôi. Ở đây thì chúng ta có hai cái nút volume của input thì chúng ta điều chỉnh thôi, tiếng lớn nhỏ của đường vào là hai nút này. Đấy.
có cả volume output input cực kỳ, phải nói là rất là tiện ích luôn. Các cái cơ này anh em dùng này, bấm nó rất là sướng tay luôn, rất là hay đấy. Mở thử lại anh em nghe này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái chức năng rất hay nữa muốn giới thiệu anh em trên con đầu đếp này. Đây, ở đây anh em thấy có một cái chức năng này, nó có thể điều chỉnh được tốc độ của băng luôn ha. Nếu mà cái băng nào mà chạy nhanh ấy thì chúng ta có thể vặn chậm lại được luôn này anh em nhỉ. Anh em thấy không ạ? Chúng ta vặn nhanh hơn này. Chúng ta để vào giữa thì lại là chuẩn tốc độ. Đó, cực kỳ hay luôn anh em ạ. Như vậy là đối với những cuốn băng nào ấy, nếu mà thu cái tốc độ nó chưa chuẩn thì khi chúng ta dùng trên con đầu đếp này thì chắc chắn chúng ta đều để đưa về tốc độ chuẩn nhất được. Rất là tuyệt vời luôn. Và đồng thời ấy, máy còn có khả năng là sang băng với tốc độ chuẩn là normal ha, và hai đây này thì chúng ta sẽ lấy cho các bạn thằng này thì máy có thể sang băng với tốc độ nhanh được, cực kỳ tuyệt vời luôn, rất là hay anh em ạ. Đấy, cho nên là đây là một con đầu mà thật sự nó rất là chuyên nghiệp, thu phải nó cực kỳ hay, nhưng mà nó phát thì tiếng cũng cực kỳ tốt anh em nhá, tiếng nó mộc mạc và nó rất là dày tiếng. Bộ cơ thì phải cực kỳ bền bỉ và rất là êm. Cơ này nó êm lắm, anh em nhìn này. Cơ nó êm chứ nó không có... Đấy, anh em thấy không? Cơ chúng ta bấm nó êm, nó không có kiểu lạch cạch giống một số con khác. Nào, cơ nó rất là êm luôn, rất là nhẹ. Bấm rất là sướng luôn. Cực kỳ tuyệt vời anh em ạ. Đây thật sự là một con đầu đếp. Phải nói là thu xuất sắc, nghe hay, bày đẹp, nhìn rất gấu và cực kỳ chuyên nghiệp. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì cũng là một sự trải nghiệm rất là tuyệt vời, giúp cho tất cả các anh em chúng ta có thêm một sự lựa chọn, thêm một sự tham khảo rất là tốt. Và anh em chúng ta đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ những video clip mới nhất. Xin cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.